trên quê hương tôi, quê hương xinh xinh, quê hương hữu tình, quê hương xinh xinh, quê hương hòa bình. Đường nở hoa trắng xanh vàng tím, đẹp làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai cong tay rượu hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi xa xem, cô dâu con y chang mỹ miều, cô dâu non non xung nhan mặn mà. Chả nhà ai có ông rể quý, chả nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngô thay có con đơn quay, xôi đầy mâm câu đầy buồn, đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới. Trông thật hay trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình đã tính sao chưa. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Anh biết rằng trên thế giới này
chẳng còn lại một người như em. Anh chẳng thể nào ngừng yêu em, vì niềm vui bên em quá lớn, dẫu thế nào anh sẽ chẳng bằng lòng để mất em trong cuộc đời. Nếu thật lòng em còn mới nghĩ, thì lặng im nghe anh nói nhé, anh có một tình yêu rất đơn giản, đơn giản như chính con người anh. Anh chẳng thể nào ngừng yêu em, vì niềm vui bên em quá lớn, dẫu thế nào anh sẽ chẳng bằng lòng để mất em trong cuộc đời.
tình phú thế. Cả cuộc đời không thay thế ai. Hỡi người anh yêu thương, anh thương em là cả cuộc đời. Tình thương đó là tình hiểu thấu, cả đời này chỉ dành cho em. Tình thương đó là tình hiểu thấu, cả đời này chỉ dành cho em. Rằng anh yêu em nhiều không, anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Gặp nhau chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa. Có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Cả sông rộng hơn cả đất, xinh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ
giác trong anh bây giờ. Có lẽ hơn cả dành tròn cả thanh xuân, chẳng ai ngần trao hết cho người, chỉ mong được lòng em hiểu thấu, trái tim này chẳng còn ai khác đâu. Dẫu cuộc đời thật nhiều gian khó, anh chẳng lo vì em ở đó. Ân cần chăm sóc tào tần sớm hôm, khi anh vấp ngã cũng không rời xa. Cảm ơn em đã đến bên anh, khi anh tay trắng tương lai chưa hoàn thành. Cảm ơn em đã kề vai sát cánh, thương một người dù đời còn bấp bênh. Hạnh phúc khi anh có em ở bên anh dù bão tố mưa xa, bởi vì em là món quà vô giá, là cả bầu trời tương lai của anh. Trải qua nắng gió mưa xa và bao vất vả, người luôn ở bên anh. Dẫu cuộc đời thật nhiều gian khó, anh chẳng lo vì em ở đó. Ân cần chăm sóc tào tần sớm hôm, khi anh vấp ngã cũng không rời xa. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã kề vai sát cánh, thương một người dù đời còn bấp bênh. Thật hạnh phúc khi anh có em ở bên anh dù bão tố mưa xa, bởi vì em là món quà vô giá, là cả trắng tương lai chưa hoàn thành. Cảm ơn em đã kề vai sát cánh, thương một người dù đời còn bơ vơ. Thật hạnh phúc khi anh có em ở bên anh dù bão tố mưa xa, bởi vì em là món quà vô giá, là cả quà vô giá, là cả bầu trời tương lai của anh.
răng sắc sơ tiêu điều quanh nơi đây lạnh giá buồn quên tháng ngày ngày em đến gần anh rất nhẹ nhàng nghe âm thanh du dương của tiếng cười trên môi ấm áp như mặt trời tan đi bao giá băng ánh mắt em như xua màn đêm đưa anh đi qua bao đau thương nắm tay anh đi cùng anh nguyện một đời yêu trên con đường ngày mai dấu phong ba hay hiểm nguy anh luôn bên em vượt qua đến mai này chúng ta già vẫn bên nhau dựa lưng ngón tay gầy tóc bạc ngầu không bao giờ chia xa tìm hiểu, gắn bó và trải qua rất nhiều sóng gió và thử thách của cuộc sống.
có luôn được sự tác hợp vun đắp của hai bên gia đình, bố mẹ. Và để ngày hôm nay và được sự đồng lòng nhất trí của chính quyền địa phương hai bên nơi sở tại, và ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày mà hai bên gia đình đã chọn để tổ chức lễ phu quy, lễ thành hôn, xây duyên cho Vũ Thái và cô dâu Thủy Linh đến nghĩa vợ chồng. Tiến đến những nghi thức trọng thể ngày hôm nay, theo phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam chúng ta từ xưa cho tới nay, để diễn ra một đám cưới được tròn vẹn, ý nghĩa, thì chắc chắn lúc này đây không thể thiếu được sự xuất hiện đáng kính của hai vị trưởng đoàn đại diện hai bên gia đình họ nhà trai, họ nhà gái chúng ta. Thì cho phép tôi xin hoàn thành trân trọng đón kính mời hai vị trưởng đoàn đại diện hai bên gia đình. Trân trọng kính mời hai bác tạm rời dãy bàn trà danh dự. Và hai bác cùng nắm tay nhau di chuyển đến phía trung tâm sân khấu để cho phép những người làm chương trình chúng tôi trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị. Quý vị và thân bố đại lễ thành hôn chúc mừng ngày hạnh phúc chú rể Vũ Thái cô dâu Thủy Linh chính thức được diễn ra. Và chào đón hai vị trưởng đoàn ạ bằng một tràng vỗ tay của tất cả quý vị đi ạ. Và cảm ơn vị rất nhiều. Trân trọng mời tới bác nhà trai đứng bên cạnh chú rể, bác nhà gái sẽ đứng bên cạnh phía cô dâu, liên tục tiếp nhịp chân bước của hai vị trưởng đoàn bằng những tràng vỗ tay của tất cả chúng ta. Đó, cảm ơn vị rất nhiều. Đó, kính thưa vị thân mến và hiện diện trên sân khấu lúc này, cho phép ban tổ chức trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị. Quý vị đứng giữa trung tâm sân khấu là đôi tân lang tân nương, họ chính là chủ nhân cánh đàm hồng, điền đầy đủ thông tin, trao tay tất cả quý vị. Và ngày hôm nay quý vị có mặt tại đây là để cùng chung một mục đích, lý do chúc mừng đại tiệc hai bên gia đình, chúc mừng niềm hạnh phúc tới Vũ Thái và cô dâu Thùy Linh. Về bên phía cô dâu xinh đẹp Thùy Linh, cho phép ban tổ chức trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị có sự hiện diện của bác trưởng đoàn đại diện quan viên gia đình họ nhà gái. Và quý vị yêu ái một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt đi ạ. Ông cảm ơn vị rất nhiều. Về bên phía chú rể Vũ Thái, các MC Hoàng Thịnh trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị có sự diện của bác trưởng đoàn đại diện quan viên gia đình họ nhà trai, các cụ ông bà. Và quý vị một lần nữa không quên dành tặng một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt một lần nữa đi ạ. Cảm ơn vị rất nhiều. Và cho phép ban tổ chức trân trọng mời tới hai bác cùng cô dâu chú rể ra mắt. Cảm ơn tất cả quý vị bằng một cái cú chào thật thân thương được không ạ? Bằng một chiếc cú chào trân trọng, kính mời. Và kính thưa vị thân mến, sinh con ra và nuôi dạy con cái khôn lớn, đó là quy luật tất yếu của những bậc làm cha làm mẹ. Và khi con cái khôn lớn dựng vợ gả chồng ngày hôm nay, thì thời khắc trọng đại giờ thanh long giờ hoàng đạo đã đến. Có lẽ là ban tổ chức sẽ không để quý vị phải chờ lâu. Vào hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2024, tức ngày 20 tháng 3 năm Giáp Thìn, tại trung tâm hôn trường cưới đại gia đình họ nhà trai, ông Thư, bà Hoa, cho phép ban tổ chức xin được trịnh trọng tuyên bố đại lễ thành hôn để chúc mừng ngày hạnh phúc chú rể Vũ Thái sánh duyên cùng cô dâu Thủy Linh. Xin chính thức được bắt đầu. Một tràng vỗ tay của tất cả quý vị nhé. Các bạn xin được cảm ơn màn pháo sáng, ekip chương trình của trung tâm tổ chức sự kiện chúng ta. Hóa quên trong khi đó là những tràng vỗ tay của tất cả quý vị vang lên để chúc mừng ngày hạnh phúc hai bên gia đình họ nhà trai, ông bà chủ hôn, ông Thư, bà Hoa, gia đình họ nhà gái, ông Sơn, bà Mai. Và để dành tặng chúc phúc cho chú rể Vũ Thái và cô dâu Thủy Linh, thì một lần nữa rất mong muốn đón nhận những tình cảm thương thương của tất cả quý vị. Hãy cùng dành cho sự tập trung về phía sân khấu này để lắng nghe ý kiến phát biểu đầu tiên đến từ vị trưởng đoàn đại diện quan viên gia đình họ nhà gái. Trước tiên bác sẽ có đôi lời phát biểu cảm ơn tất cả các cụ ông các bà quý vị khách quý tấm lòng đón tiếp thịnh tình quan viên gia đình họ nhà trai, các cụ ông các bà. Và rồi sau đó là nghi thức thủ tục trao dâu, tức người cháu dâu yêu quý là cô dâu Thùy Linh cho bác trưởng đoàn đại diện quan viên gia đình họ nhà trai. Và để chào đón ý kiến phát biểu đến từ bác trưởng đoàn đại diện quan viên gia đình họ nhà gái, quý vị ơi, hãy không quên dành tặng một tràng vỗ tay được không ạ? Đó, không vỗ thì thôi, vỗ thì vỗ lớn lên ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Trân trọng kính mời bác.
kính thưa các vị đại biểu cùng tất cả các cơ quan đoàn thể của địa phương đây, cũng như là bà con cô bác cô dì chú bác, anh em bạn bè nam nữ gần xa. Qua thời gian tìm hiểu của hai cháu đã thống nhất để đi đến để thành hôn, và được sự nhất trí của hai gia đình đã thống nhất hôm nay ngày này tháng đẹp thì chọn giờ ngày tốt để lễ kết hôn cho hai cháu. Thì thay mặt cho mọi nhà gái, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị đại biểu cũng như là toàn thể các cụ các ông các bà cô dì chú bác của ngoại gần xa, bạn bè nam nữ đã đến đây để chung vui mừng hạnh phúc cho hai cháu và kính chúc cho cuộc thành hôn của hai cháu thành công tốt đẹp ạ. Xin kính chào ạ. Và vâng ạ, xin thay lời cho ban tổ chức, đỡ lời cho vị trưởng đoàn đại diện quan viên gia đình họ nhà gái các cụ ông bà, xin cảm ơn ý kiến phát biểu xúc tích ngắn gọn đến từ vị trưởng đoàn đại diện gia đình nhà gái. Thủ tục nghi thức chào dâu cũng đã xong. Và thưa quý vị thân mến, cô dâu Thủy Linh xinh đẹp của chúng ta tuy có lớn mà tuổi đời thì còn rất là ít thưa quý vị, mà bước vào ngưỡng cửa xây dựng cuộc sống riêng cho mình. Cuộc sống còn nhiều điều thiếu sót, bác rất mong có được sự tác hợp vun đắp của hai bên gia đình cũng như bốn dòng họ để cho cô dâu Thủy Linh tức chú rể Vũ Thái của chúng ta ngày một trở nên tuyệt vời cũng như hoàn thiện hơn. Và những tràng vỗ tay của quý vị đâu rồi ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị thân mến, nhà gái tiệc hân hoan mừng rể thảo, nhà trai đang được vui vẻ đón cô dâu hiền. Bác nhạc gái của dòng cũng đã phát biểu, sau đây là ý kiến phát biểu đáp từ đến từ vị trưởng đoàn đại diện quan viên gia đình họ nhà trai. Ông sẽ thay mặt gia đình họ nhà trai, ông Thư, bà Hoa dang rộng vòng tay yêu thương để cùng chào đón người cháu dâu yêu quý. Và đến với ý kiến phát biểu một lần nữa thì chúng tôi cũng rất mong muốn nhận được những tràng vỗ tay ưu ái của tất cả quý vị ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều, trân trọng kính mời bác. Kính thưa toàn thể các cô, các ông, các bà của hai bên gia đình, là gia đình nhà ông Sơn và Mai, gia đình nhà ông Thư và Hoa, cùng toàn thể anh em bề bên nội ngoại, khách tình, bạn bè thân hữu của hai cháu. Hôm nay qua một thời gian tìm hiểu, hôm nay các cháu đã thân thuộc đồng ý đến kết hôn xây dựng hạnh phúc trăm năm. Đây hôm nay hai bên gia đình đã chọn được cái ngày đẹp để tổ chức cái lễ thành hôn cho các cháu. Tôi xin thay mặt gia đình là xin là đón nhận cháu Linh về làm dâu trong gia đình và làm con dâu của ông Thư và Hoa và làm vợ của cháu Thái. Thì chúng tôi thay mặt cho gia đình cũng là xin đón nhận và đón cháu Linh và coi cháu Linh là một thành viên mới của gia đình. Cũng là xin nói trước thể toàn thể hội trường là các cháu bây giờ tuổi thì còn tuổi thì cũng đã đủ tuổi, nhưng cái bắt đồ gia đình có những cái con mỡ thì chúng tôi sẽ xin hứa cháu về làm dâu thì gia đình sẽ có những cái gì mà đã tốt thì chúng tôi động viên cháu là để cháu phát huy. Có những cái vấn đề gì mà các cháu chưa biết thì gia đình sẽ là cùng để dạy bảo cháu, hướng dẫn cháu để làm sao cháu trở thành một người con dâu hiền, vợ thảo của gia đình. Xin trân trọng cảm ơn. Tôi cũng đã xong. Và để minh chứng thì ngay sau đây, trân trọng mời tới hai bác hãy cùng di chuyển đến phía sân khấu một bước đi ạ. Hai bác có thể dành cho nhau chiếc bắt tay nồng hậu, cũng như dành cho nhau chiếc ôm thật thắm tình, để cùng siết chặt tình thông gia, hai nhà như một, đời đời keo sơn. Quý vị ơi, những tràng vỗ tay của tất cả quý vị đi ạ. Cảm ơn hai bác trưởng đoàn rất nhiều. Trân trọng mời tới hai bác cùng di chuyển xuống phía dưới để an toàn tại cái thống bàn tiệc trà, tiệc nước danh dự. Cảm ơn hai bác rất nhiều. Vừa rồi chúng ta lắng nghe
hai ý kiến phát biểu, trước tiên không biết nói gì hơn ngoài những lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới tất cả quý vị. Và thủ tục nghi thức trao dâu, nhận dâu cũng đã xong. Và giờ phút ở đây là một khoảnh khắc có thể nói là tuyệt vời, ý nghĩa lớn lao nhất trong cuộc đời của chú rể Vũ Thái và cô dâu Thủy Linh. Không biết nói gì hơn, chỉ biết mong muốn quý vị chúng ta không quên rời màn hình sân khấu, những ánh mắt nhìn thân thương để cùng long trọng chứng kiến nghi thức ngay sau đây. Và nghi thức ngay sau đây, ban tổ chức trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị, cô dâu chú rể họ sẽ dành tặng cho nhau đôi vòng nhẫn cưới, một kỷ vật của tình yêu thiêng liêng ý nghĩa nhất của cuộc đời này. Vậy nghi thức này rất mong muốn đón nhận những tràng vỗ tay của tất cả quý vị ạ. Họ xin mời cô dâu chú rể, xin được mời hai em hãy cùng trao nhau đôi vòng nhẫn cưới. Và cô dâu xinh đẹp Thùy Linh, hãy đưa bàn tay trái để đón nhận chiếc nhẫn cưới từ ngón tay giáp út, nơi mạch máu trái tim yêu thương chú rể Vũ Thái dành tặng. Và chú rể Vũ Thái cũng vậy, xin trân trọng kính mời hai em. Họ rất mong muốn đón nhận những tràng vỗ tay của quý vị ba lần. Wow, quá tuyệt vời. Những thế này là đúng, rất là tuyệt vời, đúng không quý vị ơi? Thể hiện sự nghiêm trang và trang trọng. Kính quý vị thân mến, ngày hôm nay cô dâu chú rể họ dành tặng cho nhau đôi vòng nhẫn cưới trước sự chứng dự chúc phúc của hai bên gia đình, họ nhà trai họ nhà gái chúng ta, còn như một lời hẹn ước. Mỗi chiếc nhẫn cưới đơn thuần chỉ là hình vòng tròn, không có điểm dừng, không có điểm kết thúc. Quý vị thân mến, và ngày hôm nay họ dành tặng cho nhau đôi vòng nhẫn cưới chung tay vào để hẹn ước rằng kể từ giờ phút này trở đi, vòng đời của cô dâu chú rể sẽ chính thức trở thành một, ví như tình yêu đồng đàn cháy bỏng cô dâu chú rể họ trung tâm sân khấu này, không ạ? Có đồng ý không ạ? Đồng ý thì không quên vỗ tay đi ạ. Một nụ hôn như vợ tình chồng công khai minh bạch trước sự chứng kiến đông đảo của tất cả quý vị ngày hôm nay. Và xin mời đến với nghi thức này, chắc có lẽ cô dâu xinh đẹp Thủy Linh hãy đưa cho MC Hoàng Thịnh mượn những lọng hoa tươi thắm. Họ xin được mời cô dâu chú rể hãy quay hướng vào nhau. Cô dâu xinh đẹp Thùy Linh, em hãy đặt hai bàn tay lên bờ vai vững chắc của người chồng yêu quý. Và chú rể Vũ Thái, em hãy đưa hai bàn tay vào vòng eo thon thả của người vợ yêu quý là cô dâu Thùy Linh. Ban tổ chức sẽ làm nhịp cầu nối 3, 2, 1. Và rất mong muốn quý vị hãy cùng đồng thanh vang lên những tràng vỗ tay thật to, thật vang, thật dài. Khi nào quý vị dừng vỗ tay thì cô dâu chú rể mới ngừng trao nhau nụ hôn tại sân khấu này. Quý vị có đồng ý không? Quý vị càng vỗ tay càng lâu thì nụ hôn cô dâu chú rể trao nhau càng đậm sâu hơn. Đã chuẩn bị chưa? 3, 2, 1. Xin mời không cần dừng quý vị nhé. 5, 4, 3, 2. Có cả 2 rưỡi nữa quý vị ơi. 1. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin được cảm ơn cô dâu chú rể. Chúc hai em trăm năm hạnh phúc. Quá tuyệt vời. Thùy Linh, cảm ơn cho anh. Kính thưa vị thân mến, liên tục những khoảnh khắc, những nghi thức được diễn ra ngay sau đây. Kính thưa vị thân mến, một trong những nghi thức cắt bánh cưới và khui rượu sâm banh hiện đang rất thực tiễn trong cuộc sống của con người chúng ta, là một nét đẹp của văn hóa truyền thống. Và đám cưới của chú rể Vũ Thái, cô dâu Thủy Linh cũng không ngoại lệ. Thưa vị thân mến, hai bên gia đình họ nhà trai ông Thư bà Hoa, gia đình họ nhà gái ông Sơn bà Mai có long trọng tổ chức đại lễ vu quy, lễ thành hôn theo một phong cách sự kiện chuyên nghiệp và hoành tráng. Để liên tục những nghi thức trang trọng được diễn ra ngay sau đây thì trân trọng kính mời chú rể Vũ Thái và cô dâu Thùy Linh, trân trọng kính mời hai em cùng di chuyển sang bên phía tay trái để đến với chiếc bánh cưới. Trân trọng kính mời. Và ban tổ chức sẽ hướng dẫn cô dâu chú rể tay chung tay để cắt từng tầng thang bánh gato. Và kính thưa quý vị thân mến, chiếc bánh cưới luôn thể hiện sự trong trắng với những hương vị ngọt ngào tô điểm cho cuộc sống mai sau và tương lai của chú rể đẹp trai Vũ Thái và cô dâu Thủy Linh. Con trai ơi, con cứ trở xuống phía dưới một lát nữa, chú sẽ mời con lên. Quá tuyệt vời.
với những cung bậc cảm xúc khác nhau, với những nền móng lên quý vị này. Và ban tổ chức sẽ hướng dẫn chú rể Vũ Thái và cô dâu Thủy Linh hãy cùng di chuyển trở đến gần MC Hoàng Thịnh một chút. Nền móng cuối cùng, thưa quý vị thân mến, là cô dâu chú rể của chúng ta luôn cảm ơn đến đấng sinh thành, hai bên gia đình bố mẹ sinh hạ ra các con, nuôi dạy các con khôn lớn dựng vợ cả chồng ngày hôm nay. Trân trọng kính mời cô dâu chú rể tay chung tay để cắt nền móng cuối cùng, nền móng vững chắc đầu tiên. Và tiếp theo sau đó là tầng bánh thứ hai. Trân trọng kính mời cô dâu chú rể cắt lớp bánh thứ hai. Cô dâu chú rể cũng muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị, các cụ ông bà, các quý vị khách quý hiện diện tại khán phòng tiệc ngày hôm nay, những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Và đương nhiên rồi, trên cùng là thể hiện đỉnh cao vinh quang hạnh phúc trọng đại của cô dâu chú rể. Hai em hãy cùng nắm chặt tay nhau, siết chặt tay nhau, bước lên cầu thềm và cùng đi tới bến bờ của hạnh phúc. Quý vị ơi, những chào vỗ tay của tất cả quý vị đi ạ. Cảm ơn vị rất nhiều. Diêu hồng thủy kết nghĩa phu thê. Ở trên trọng kính mời chú rể Vũ Thái và cô dâu Thùy Linh. Trên trọng kính mời hai em hãy cùng di chuyển bên phía tay phải để đến với tháp rượu sông Bành. Trên trọng kính mời. Kính thưa vị thân mến và ban tổ chức, MC Hoàng Thanh sẽ hướng dẫn chú rể Vũ Thái hai khu chai rượu sâm banh đầu tiên nhẹ nhàng bỏ lớp giấy bạc, dưới trong đó có một khóa sắt, hãy vặn ngược kim đồng hồ rồi xúc thật mạnh, xúc thật mạnh. Cô dâu chú rể tay chung tay để chắc lên tháp rượu sâm banh, trân trọng kính mời. Và có xứng đáng đón nhận liên tục những tràng vỗ tay của tất cả quý vị không ạ? Thủy Linh ơi, hai em tay chung tay quá tuyệt vời, chắc cao lên. Kính thưa vị thân mến, những chiếc tháp ly rượu tình yêu trong trắng và diệu kỳ được bàn tay nghệ thuật tạo hóa của con người chúng ta gắn kết lại với nhau hết sức chặt chẽ, thể hiện một đỉnh cao của hạnh phúc trọng đại, thể hiện sự bền chặt keo sơn trọn đời của cô dâu của chú rể ngày hôm nay. Và tiếp theo sau đó đến với chai rượu sâm banh thứ hai. Chai rượu sâm banh thứ hai hướng dẫn chú rể Vũ Thái quá tuyệt vời. Vũ Thái rất là nhẹ nhàng và điềm tĩnh quý vị ơi, quá tuyệt vời đấy ạ. Và hãy xúc nhẹ nhàng chất đều ra hệ thống 8 cái ly cho anh. Phần còn lại thì xin được mời cô dâu chú rể hãy cùng tay chung tay để chắc lên tháp rượu sâm banh. Một lát nữa đây thôi thì chất tượng trưng thôi, rồi phần còn lại thì cô dâu chú rể cùng chắt lên tháp rượu sâm banh. Thủy Linh duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền Vũ Thái xứng lứa lại vừa. Hai em bình tĩnh cho anh chắt nhẹ nhàng đều ra hệ thống ly ở phía dưới đó. Chắt đều ra 8 ly cho anh chắt tượng trưng phần còn lại, rồi sau đó thì hai em hãy cùng tay chung tay để chắt lên tháp rượu sâm banh. Nhạc hay quá quý vị ạ. Xem vào đó là những tràng vỗ tay của tất cả quý vị vang lên để cùng chúc mừng đại tiệc hai bên gia đình. Chúc mừng niềm hạnh phúc tới chú rể Vũ Thái và cô dâu Thùy Linh, có tuyệt vời. Rồi sau đó thì cô dâu chú rể hãy cùng tay chung tay, tay chung tay để chất lên tháp rượu sông Bạch. Và kính thưa quý vị thân mến, công cha thì như núi Thái Sơn, như mẹ như nước ngời ngời biển Đông. Ngày hôm nay dựng vợ gả chồng chắc chắn không thể thiếu được công ơn đấng sinh thành, đúng quý vị thân mến. Và cho phép ban tổ chức trân trọng đón kính mời về bên một phía gia đình và nhà gái sẽ đứng về bên một phía. Hai bác trưởng đoàn đại diện hai bên gia đình trân trọng kính mời. Thái ơi bình tĩnh, bình tĩnh. Thái à, em mà bình tĩnh đã. Bình tĩnh tí dâng rượu xong. Áo dâng rượu luôn, ok. Chú rể là quá là điểm tĩnh. Đẹp trai mà rất là nhẹ nhàng, dễ thương. Ok ạ. Và thưa quý vị thân mến, và cho phép ban tổ chức trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị một lần nữa,
và hiện diện trên lâu đài hạnh phúc sân khấu ngày hôm nay là có sự diện của tứ thân phụ mẫu thân sinh ra cô dâu Thủy Linh và chú rể Vũ Thái, ông Thư bà Hoa thân sinh ra chú rể Vũ Thái và ông Sơn bà Mai thân sinh ra cô dâu Thủy Linh, cùng với đó là hai bác trưởng đoàn đại diện hai bên gia đình và cô dâu chú rể. Và lúc này ban tổ chức sẽ làm nhịp cầu nối 1 2 3 xô 2 3 xô 2 3, cả nhà mình cùng cạn ly được không ạ? Chuẩn bị kiếm cạn nhạc bốc kia. Và quý vị ở phía dưới hãy cùng đồng hành với cả vỗ tay thật lớn quý vị nhé. 1 2 3 xô 2 3 xô 2 3, cùng nâng ly cạn ly để chúc mừng hạnh phúc gì ạ? Chúc tình thương gia hai bên gia đình đời đời như một. Chúc tình cảm của chú rể Vũ Thái và cô dâu Thùy Linh được trăm năm hạnh phúc và trọn đời bên nhau. Xin cảm ơn tất cả đã tham gia nhiều mặt đỉnh. Bấm hạ cạn ly chưa? Wow, quá tuyệt vời. Sau nghi thức uống rượu xong, con trân trọng mời đại gia đình nhà mình cùng nán lại một giây lát để nhiếp ảnh gia ghi lại những khoảnh khắc trọng đại ngày hôm nay. Và rồi sau đó thì trân trọng kính mời đại gia đình nhà mình sau khi ghi hình lưu niệm xong, trân trọng kính mời trở xuống phía dưới dãy bàn trà danh dự. Trân trọng cảm ơn và kính mời. Vâng ạ, à, đại gia đình nhà mình cùng hướng ra ống kính camera. Cô dâu Thủy Linh cười rất tươi. Trọng đại rất là vui mừng vì đương nhiên sẽ có những phần quà hạnh phúc để dành tặng chúc phúc cho cô dâu chú rể đúng không ạ? Thì phần quà đầu tiên trong nhóm con xin được trân trọng đón kính mời ông bà nội của chú rể Vũ Thái. Trân trọng kính mời ông bà nội. Công cha đi núi Thái. Trân trọng kính mời ông. Và ngày vui trước tiên thì ông biết nói gì hơn. Xin được kính chúc hai cháu là luôn luôn được mạnh khỏe, yêu thương nhau và thành công trong cuộc sống cũng như mọi lĩnh vực. Nên nhớ là sớm sinh quý tử đầu lòng để cho hai bên gia đình, bố mẹ, mẹ cha, ông bà ở trong bế trong bồng. Xin ban tổ chức xin thay mặt cô dâu chú rể xin cảm ơn ông, xin được kính chúc ông bà ghi lại những khoảnh khắc trọng đại ngày hôm nay ạ. Trân trọng cảm ơn và kính mời. Vâng, tiếp theo phần quà của ông bà ngoại là đến phần quà của bố mẹ thân sinh ra chú rể ông Thư bà Hoa. Chuẩn bị và rồi sau đó bố mẹ cô dâu tức ông Sơn bà Mai cũng có phần quà để trao tặng chúc phúc cho hai con yêu. Và phần quà đầu tiên trân trọng kính mời, có thể nói là tứ thân phụ mẫu thân sinh ra luôn được ạ, được không ạ? Lên cùng một lúc luôn ạ. À? Lên luôn để ghi hình lưu niệm cho vui. Xin được cảm ơn ông bà ngoại rất nhiều. Và trân trọng tiếp theo là phần quà của song thân phụ mẫu thân sinh ra chú rể Vũ Thái. Trân trọng phần quà song thân phụ mẫu thân sinh ra cô dâu Thủy Linh, trân trọng kính mời. Người ơi đừng công cha núi Thái Sơn, nghĩa mẹ luôn trong lòng. À sao vậy? À, tức là phần quà của song thân phụ mẫu thân sinh ra cô dâu Thủy Linh là đã trao rồi đúng không ạ? À, xin lỗi đại gia đình mình bởi vì là có tổ chức là tổ chức sẽ làm theo thông tin. Không sao ạ? Trao trước trao sau vẫn là trao. Mà đã trao thì sẽ là chúc phúc cho hai con yêu quý được trăm năm hạnh phúc của trọn đời trong kiếp bên nhau đúng quý vị thân mến. À, xin được mời ông bà, xin được mời bố mẹ hãy cùng dành tặng chúc phúc cho hai con yêu quý. Và nuôi dạy con cái khôn lớn và đúng con cái trưởng thành dựng vợ công việc thì ổn định này. Trai xinh gái đẹp thì quá tuyệt vời, bố mẹ mừng lòng có phần quà để chúc phúc cho hai con yêu. Chúc hai con của bố mẹ được hạnh phúc và thành công thành đạt hơn nữa. Và xin được cảm ơn bố mẹ. Chúc bố mẹ luôn luôn mạnh khỏe, sống lâu trên 1-200 tuổi và luôn là tấm gương sáng để dọi đường cho chúng con, chúng cháu được nói theo. Cái bạn của cô dâu chú rể có phần quà xong lại bảo thôi để tí nó lại dành tặng MC bây giờ để xem. Và tiếp theo sau đó là đến phần quà của
Bác Khoa anh trai mẹ chú rể có phần quà đâu ạ? Chuẩn bị trên trong kính mời bác Khoa. Con trân trọng kính mời bác Khoa anh trai của mẹ chú rể có phần quà chuẩn bị đi ạ. Vâng ạ, xin được nán lại sân khấu để cùng trao quà, để cùng ghi lưu niệm luôn. Trân trọng kính mời. Và rồi sau đó là đến phần quà của bác Khoa anh trai mẹ chú rể. Trân trọng kính mời bác. Trân trọng kính mời bác Khoa. Bác có phần quà to đùng và để chúc phúc cho hai cháu yêu của bác quá tuyệt vời. Xin được đỡ lời cho cô dâu chú rể, xin được cảm ơn bác bá rất là nhiều. Chúc bác bá là luôn luôn mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống. Hai bác sẽ được chúc hai cháu là chăm ngoan và luôn luôn yêu thương nhau và thành công trong cuộc sống tất cả mọi lĩnh vực. Và tiếp theo sau đó phần quà của bác Khoa là đến phần quà của anh chị Lộc Ngân. Anh chị Lộc Ngân đâu ạ? Trân trọng kính mời anh chị Lộc Ngân có phần quà. Trân trọng kính mời anh chị ra sân khấu. Và rồi sau đó, sau phần quà của anh chị Lộc Ngân là đến phần quà của em gái Thái Anh cũng chuẩn bị. Vâng ạ, cô dâu chú rể rất là tươi, quá tuyệt vời. Cảm ơn bác Khoa. Và rồi sau đó là đến phần quà của anh chị Lộc Ngân. Em gái cùng em gái đâu rồi? Em gái Thái Anh. Em gái Thái Anh chuẩn bị đi. Có phần quà to nhất mà sẽ được trao tặng cuối cùng. Xin được cảm ơn anh chị Lộc Ngân rất là nhiều. Ngày vui hạnh phúc có những phần quà để dành tặng chúc phúc cho hai em. Xin được cảm ơn anh chị. Anh chị nán lại sân khấu nhà để cùng cô dâu chú rể cùng với hai em của mình ghi hình lưu niệm. Xin trân kính mời em gái yêu thương, em gái Thái Anh. Em di chuyển dần lên đi. Ok. Rất là dễ thương xinh gái. Và những tràng vỗ tay của quý vị đâu rồi ạ? Đại gia đình nhà mình yêu thương hãy cùng dành tặng đại gia đình hai bên cô dâu chú rể những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt đi ạ. Xin được cảm ơn em gái yêu thương Thái Anh. Anh chị xin được chúc em gái là luôn luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi và thành công. Em gái chúc anh chị là trăm năm hạnh phúc và trọn đời bên nhau. Cảm ơn em rất nhiều. Và tiếp theo sau đó là đến phần quà của hội bạn đúng không ạ? Anh Cường và chị Linh. Có thể nói là anh Cường và chị Linh trong một bộ trang phục quần áo đen màu đen rất là lịch lãm và đẹp gái trai xinh đúng quý vị. Và chuẩn bị chào đón lên sân khấu thì không quên vang lên những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt đi quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Một lát nữa kiểu gì anh Cường với chị Linh thì chẳng có phần quà dành ra cho MC. Trân trọng kính mời anh chị. Quá đẹp trai. Vỗ tay đâu quý vị. Vâng ạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin được cảm ơn anh chị Cường Linh. Xin được cảm ơn anh chị rất nhiều và chúc anh chị luôn luôn thành công trong cuộc sống. Đã thành công rồi thì thành công hơn nữa. Anh chị yêu thương xin được chúc hai em của anh chị trăm năm hạnh phúc của trọn đời bên nhau. Hãy cùng nán lại sân khấu để ghi hình lưu niệm. Kính thưa quý vị thân mến, một đại lễ thành hôn để chúc mừng ngày hạnh phúc chú rể Vũ Thái và cô dâu Thùy Linh được diễn ra ở nhà trai ông Thư bà Hoa. Và hai bên gia đình long trọng tổ chức lễ vu quy lễ thành hôn đồng kết hợp với gia đình, đồng kết hợp với trung tâm tổ chức sự kiện Anh Thuận tại địa chỉ Vĩnh Linh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc của chúng ta đã được diễn ra một cách long trọng và thành công viên mãn rực rỡ và tốt đẹp. Cho phép MC Hoàng Thịnh xin được thay lời cho ban tổ chức dẫn lời cho hai bên gia đình cùng chú rể cô dâu. Xin được cảm ơn tấm lòng của tất cả quý vị và liên tục được kính chúc quý vị và gia đình có một sức khỏe hạnh phúc và được bình an. Và thời gian còn lại trân trọng kính mời đại gia đình nhà mình các cụ ông các bà, hai bên bố mẹ, các bác, các cô, các chú, các anh chị em ruột thịt. Vâng ạ, tứ thân và mẫu thân sinh ra con dâu chú rể, các cụ ông các bà, các bác, các cô, các chú, các anh chị em ruột thịt để bên cái gia đình nhà trai
và bên phía gia đình nhà gái, đặc biệt là các bạn trẻ, nam nữ thanh niên là bạn của cô dâu chú rể. Chúng ta hãy cùng với chút thời gian và di chuyển đến sân khấu để cùng cô dâu chú rể ghi lại những khoảnh khắc ngày hôm nay. Rồi sau đó để cô dâu chú rể của chúng ta trở xuống phía dưới tất cả hệ thống bàn tiệc nước tiệc trà danh dự để cảm ơn tất cả quý vị. Vâng, thưa quý vị thân mến, và đại lễ thành hôn chúc mừng niềm hạnh phúc chú rể Vũ Thái của dâu Thùy Linh được diễn ra một cách long trọng và thành công tốt đẹp. Thì giờ phút này tại khán phòng tiệc tư gia gia đình họ nhà trai ông Thư Bảo Hoa có long trọng tổ chức một bữa tiệc ẩm thực. Thì trong các MC Hoàng Thịnh xin được thay lời cho ban tổ chức, đỡ lời cho hai bên gia đình để trân trọng kính mời tới tất cả các cụ, các ông, các bà, các bác, các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn trẻ, nam nữ thanh niên và bạn của cô dâu chú rể. Hãy cùng theo sự chỉ dẫn của ban đại diện đón tiếp khách hai bên gia đình, họ nhà trai, họ nhà gái chúng ta cũng như ban lễ tân, để một lát nữa đây thôi chúng ta hãy cùng di chuyển vào bên trong khán phòng đại tiệc ở bên trong nhà văn hóa. Thì lúc đó chúng ta cùng vui rượu, nâng bia để cùng những tiếng đồng hành xô vang thật to để chúc mừng đại tiệc cô dâu chú rể đi ạ. Xin được trân trọng cảm ơn và kính mời tất cả quý vị hãy cùng theo sự chỉ dẫn của ban đại diện đón tiếp khách hai bên gia đình, ban lễ tân, các bạn trẻ, nam nữ thanh niên là bạn của cô dâu chú rể, một lát nữa thì ghi hình lưu niệm sau. Thank you.
đúng không? Em ơi, Thái ơi, vào đây em ơi. Dắt tay vợ vào, mở cửa dắt tay vợ vào. Đó. Oh, quá tuyệt vời. Không nhìn thấy Thái. Đấy, ngoảnh ra đây, đúng rồi, mặt hơi tóc. Đấy, đúng rồi, đúng rồi. Thử thơm má cái nào.